Mặc dù số ca mắc bệnh vẫn tăng ở một số nơi ở Mỹ, song tất cả 50 bang ở nước này đều đã bắt đầu mở cửa trở lại ở các mức độ khác nhau, bao gồm cả New York, tâm dịch COVID-19 ở Mỹ. Tuy nhiên, đi cùng với việc mở cửa trở lại, các chuyên gia y tế lo ngại rằng nước này sẽ đối mặt với làn sóng COVID-19 lần hai. Trước cảnh báo nói trên, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ không đóng cửa đất nước thêm một lần nữa. Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm nhà máy sản xuất ô tô của hãng Ford tại bang Michigan, Tổng thống Donald Trump cho rằng làn sóng COVID thứ hai là một khả năng, tuy nhiên nước Mỹ sẽ dập tắt dịch bệnh mà không cần phải đóng cửa. Mọi người đều cho rằng có khả năng Mỹ sẽ trải qua làn sóng COVID-19 lần hai. Nếu đúng vậy, chúng tôi sẽ không đóng cửa đất nước. Dù có thế nào, chúng tôi cũng sẽ dập tắt dịch bệnh. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi các chuyên gia y tế bao gồm một số người trong chính quyền Tổng thống Trump cho rằng virus SARS-CoV-2 có thể sẽ tiếp tục lây lan từ mùa thu tới mùa đông năm nay và sẽ khó đối phó hơn khi đây cũng là thời điểm diễn ra dịch cúm mùa ở Mỹ. Trước cảnh báo này, Tổng thống Donald Trump vẫn tự tin sẽ đối phó thành công với dịch bệnh. Tính đến thời điểm hiện tại, mặc dù số ca bệnh vẫn tăng ở một số nơi của Mỹ, song tất cả 50 bang ở nước này đều đã bắt đầu mở cửa trở lại ở các mức độ khác nhau, bao gồm cả New York, tâm dịch COVID-19 ở Mỹ. Trong khi đó, số liệu từ Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 21 tháng 5 cho biết có thêm 2,4 triệu người đã đăng ký bảo hiểm thất nghiệp trong tuần qua và tổng số trong vòng hơn 2 tháng qua đã tăng lên 38,6 triệu. Trước khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, kỷ lục số người xin trợ cấp thất nghiệp trong một tuần ở Mỹ chỉ có gần 700.000 người được ghi nhận từ năm 1982. Các lĩnh vực ở Mỹ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi COVID-19 bao gồm khách sạn, dịch vụ ăn uống và bán lẻ. Dịch COVID-19 đang có những chuyển biến tích cực, đã tạo động lực để các quốc gia Liên minh châu Âu EU đi tới quyết định thảo luận về việc mở lại biên giới và khôi phục ngành du lịch sau thời gian dài chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, sau các cuộc thảo luận, các thành viên EU vẫn chưa đạt được đồng thuận trong vấn đề này. Bộ trưởng du lịch Croatia, nước giữ chức chủ tịch luân phiên EU cho rằng cần thảo luận thêm về cách áp dụng gói các biện pháp về du lịch vì châu Âu không thể liều lĩnh chấp nhận rủi ro sau khi vừa trải qua hơn một tháng phong tỏa. Theo ông, các nước cần mở cửa trở lại biên giới một cách có trách nhiệm bằng cách ký các thỏa thuận song phương, nhất là giữa các nước có cùng cấp độ dịch bệnh để đảm bảo dịch không bùng phát trở lại. Đối với những nước có diễn biến dịch nguy hiểm thì cần làm thận trọng hơn và nên mở lại biên giới sau các nước khác. Hiện tại, các nước trong khu vực Schengen đang áp dụng các biện pháp mở cửa biên giới không đồng bộ nhau. Italia tuyên bố mở cửa trở lại biên giới và sân bay từ ngày 3 tháng 6. Hy Lạp dự kiến nối lại các chuyến bay đến từ ngày 1 tháng 7, cho phép nhà hàng, khách sạn hoạt động trở lại, đồng thời giảm thuế một số dịch vụ và mặt hàng như phà, chuyến bay, xe buýt, đồ uống không cồn. Mùa du lịch thường bắt đầu từ ngày 15 tháng 6, do vậy kể từ ngày 1 tháng 7, chính phủ sẽ cho phép các chuyến bay thẳng cho du khách quốc tế đến các địa điểm du lịch trên toàn Hy Lạp. Chúng tôi sẽ áp dụng các quy trình kiểm tra đối với các du khách quốc tế tại các sân bay. Hy Lạp là quốc gia có dân số khoảng 11 triệu người, tuy nhiên tính đến ngày 20 tháng 5, nước này chỉ ghi nhận có 2.850 trường hợp nhiễm COVID-19. Theo kế hoạch của chính phủ, từ ngày 25 tháng 5, nước này sẽ cho phép các nhà hàng mở cửa trở lại và lệnh cấm du lịch trên đảo cũng sẽ được dỡ bỏ. Thưa quý vị, COVID-19, cuộc chiến còn rất dài và có phần khó khăn hơn. Đây là nhận định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19. Phó Thủ tướng nhấn mạnh những ngày qua, nhiều tổ chức quốc tế chúc mừng Việt Nam chiến thắng COVID-19, nhưng chúng ta vẫn chưa chiến thắng mà mới kiểm soát tốt dịch bệnh. Cũng theo Phó Thủ tướng, cuộc chiến này còn rất dài và Việt Nam vẫn đồng hành cùng cộng đồng quốc tế trong công tác phòng chống dịch. Thậm chí giai đoạn này còn có phần khó khăn hơn bởi sau thời gian dài không xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng nên người dân có tâm lý buông lỏng. Tại cuộc họp, các chuyên gia y tế cho rằng sau hơn một tháng Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, các ổ dịch được dập tắt. Nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn vẫn còn, nhưng người dân đã có tâm lý coi như hết dịch. Trong khi đó, dịch bệnh trên thế giới còn phức tạp, khó lường. Thời gian tới, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập có thể gia tăng do Việt Nam tổ chức đưa công dân từ vùng dịch về nước, các chuyên gia, nhà đầu tư, người lao động kỹ thuật cao sang làm việc. Vì vậy, Ban Chỉ đạo thống nhất phải quản lý người nhập cảnh, đường biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở, tiếp tục cách ly, xét nghiệm sàng lọc với những người khu vực có nguy cơ. Người nhập cảnh Việt Nam tiếp tục cách ly tối thiểu 14 ngày.
Để đáp ứng với tình hình mới, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các bệnh viện thực hiện việc sàng lọc đối với tất cả những người vào bệnh viện. Điều này nhằm đảm bảo bệnh viện không trở thành nơi lây nhiễm COVID-19 trong giai đoạn dịch bệnh đã được kiểm soát. Bên cạnh việc yêu cầu các bệnh viện tiếp tục duy trì và triển khai hoạt động phòng chống dịch trong thời gian vừa qua, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các khoa, phòng định kỳ hàng tháng đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm COVID-19 để cải tiến chất lượng về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Các bệnh viện phải chủ động kiểm soát, sàng lọc 24/7 đối với tất cả mọi người khi vào bệnh viện, đảm bảo mọi người đều phải mang khẩu trang, đo thân nhiệt, vệ sinh tay và thực hiện tờ khai y tế, duy trì buồng khám phòng sàng lọc ngay gần cổng vào hoặc là tiền sảnh gần nơi thực hiện tờ khai y tế, biệt lập với các khoa, phòng khác, khu cách ly bố trí ở gần buồng giám sát sàng lọc, đảm bảo thông thoáng và tách biệt khỏi các khoa phòng khác của bệnh viện. Chuyển người bệnh vào khu cách ly nếu có dấu hiệu nghi ngờ mắc COVID-19, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và chuyển mẫu đến bệnh viện được phép thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2. Khi chờ kết quả xét nghiệm, phải chủ động cách ly người bệnh. Thưa quý vị và các bạn, COVID-19 đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với người dân trên toàn thế giới, và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Với những gì diễn ra trong hơn 100 ngày qua đã cho thấy những giải pháp và chiến thuật hiệu quả của Việt Nam khi đánh giặc vô hình COVID-19. Nhân dân từ hoang mang, hoảng loạn, thậm chí là sợ hãi đã nhanh chóng lấy lại cân bằng và trở lại cuộc sống bình thường. Tuy chưa phải là chiến thắng cuối cùng, nhưng với tinh thần chống dịch như chống giặc, Việt Nam đã chia ra các giai đoạn khác nhau và giành thắng lợi trên từng chặng đường. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ, sự đồng lòng của nhân dân Việt Nam đã từng bước kiểm soát tốt COVID-19. Điều này đã được cả thế giới ca ngợi vì hệ thống y tế Việt Nam chưa hiện đại, ngân sách eo hẹp, nhưng hiệu quả phòng chống dịch lại được đánh giá cao. Việt Nam đã tạo ra điểm sáng trong cuộc chiến chống COVID-19 trên toàn thế giới. Tại sao Việt Nam lại có được chiến thắng bước đầu như vậy? Dưới đây là trả lời phỏng vấn của Bộ Y tế với Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Trước hết xin cảm ơn Thứ trưởng đã nhận lời mời tham gia cuộc trả lời phỏng vấn với Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa Thứ trưởng, chúng ta đã trải qua hơn 100 ngày chống dịch COVID-19 rất căng thẳng. Cho đến thời điểm này thì Việt Nam cơ bản đã kiểm soát và khống chế được dịch COVID-19. Thứ trưởng đánh giá như thế nào về công tác phòng và chống dịch COVID-19 của Việt Nam trong suốt thời gian qua? Ở đây có một số những cái vấn đề chúng tôi cũng muốn nêu lên. Đây là những cái bài học kinh nghiệm và nó làm nên cái việc mà chúng ta kiểm soát thành công này. Vấn đề thứ nhất đó là cái sự chỉ đạo rất là kịp thời, sự vào cuộc của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là những người lãnh đạo cấp cao của nhà nước ta. Vấn đề kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, và với những cái quan điểm chỉ đạo về phòng chống dịch rất là quyết liệt của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, như là phòng chống dịch, như phòng chống giặc. Và cái tư tưởng này nó xuyên suốt trong tất cả những cái thời gian mà chúng ta triển khai các hoạt động về phòng chống dịch. Thế rồi những cái quan điểm, vấn đề về phương châm 4 tại chỗ mà chúng ta phát huy một cách rất là hiệu quả. Đó là chúng ta huy động con người, nguồn lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất tại chỗ để chúng ta phòng chống dịch. Chúng ta không trông cậy vào bất cứ một nguồn nào mà chúng ta tự chủ, tự lập cánh sinh. Thế rồi là những cái quan điểm về phòng chống dịch của chúng ta nhất quán, và chúng ta kiên định, kiên trì theo những quan điểm đó, bao gồm từ những cái việc mà ngăn chặn, thế rồi là cách ly, thế rồi phát hiện sớm, khoanh vùng dập dịch và điều trị có hiệu quả, và chúng ta luôn luôn giữ vững cái đó. Vấn đề thứ hai là chúng ta đã huy động được tổng thể cả một hệ thống chính trị tham gia vào công cuộc phòng chống dịch này, và không có ai đứng ngoài cuộc trong cái trận chiến này. Có thể nói rằng là vai trò rất quan trọng của cơ quan chuyên môn, đó là cơ quan y tế, bao gồm công tác tham mưu, công tác chỉ đạo, về công tác điều hành, về tất cả những cái hoạt động chuyên môn. Thế rồi là cái vấn đề tiếp theo, có thể nói rằng là ngay từ đầu là chúng ta đã huy động một cái lực lượng rất lớn của quân đội tham gia. Một cái vấn đề cũng phải kể đến, đó là chính là cái vấn đề về vai trò của cái lực lượng truyền thông. Có thể nói rằng là cái sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông rất là mạnh mẽ, rất là hiệu quả, cung cấp thông tin một cách kịp thời, minh bạch, rõ ràng để cho người dân hiểu và áp dụng đúng những cái biện pháp phòng chống. Đấy, những cái đấy là những cái điều rất là quan trọng. Chúng ta không phủ nhận những nỗ lực và những cố gắng rất to lớn của ngành y tế trong suốt thời gian qua, đặc biệt ở đây là những người mà trực tiếp trong công cuộc
phòng chống dịch COVID-19. Ở góc độ và tầm nhìn của Thứ trưởng thì Thứ trưởng đánh giá như thế nào về vấn đề này? Đặc biệt là theo Thứ trưởng, điều gì là yếu tố được cho là then chốt nhất để chúng ta tiến tới một cái bước đầu, thành công bước đầu như ngày hôm nay? Có thể nói rằng ngay từ đầu là lực lượng y tế với một cái vai trò tham mưu cho các cơ quan chính quyền địa phương và Bộ Y tế với trách nhiệm là tham mưu cho Chính phủ, là chúng ta đã triển khai cái việc tham mưu một cách rất là đúng đắn, kịp thời những cái giải pháp về vấn đề phòng chống dịch. Vấn đề thứ hai là chúng ta đã huy động được toàn bộ lực lượng y tế tham gia vào trong cái công cuộc này. Ngay từ đầu chúng ta đã tập hợp những cái người làm công tác khoa học, những cái người làm trong các phòng xét nghiệm để chúng ta thực hiện cái việc xét nghiệm. Và có thể nói rằng là Việt Nam là một trong bốn cái quốc gia là đã nuôi cái thành công virus. Thế rồi là chúng ta cũng là một trong các ít quốc gia đã sản xuất được thành công cái sinh phẩm chẩn đoán huyết thanh học. Thế rồi chúng ta cũng tự chủ được trong vấn đề về những cái sinh phẩm chẩn đoán PCR. Thì vấn đề thứ ba là chúng ta chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất về đào tạo, về tập huấn con người trong vấn đề về điều trị. Đối với tất cả các trường hợp nhiễm chúng ta đều tiếp nhận điều trị, không kể cả bệnh nhân nặng, kể cả những bệnh nhân không có triệu chứng, chúng ta đều được cách ly và điều trị tại các cơ sở y tế. Dạ vâng, thưa Thứ trưởng, như Thứ trưởng đã chia sẻ thì con người là có một cái vai trò yếu tố hết sức quan trọng để làm nên cái thành công và chúng ta dẫn đến cái việc là chúng ta có thể là kiểm soát được COVID-19 như ngày hôm nay. Vậy thì trải qua những cái ngày tháng như vậy thì Thứ trưởng muốn nói điều gì với họ? Đặc biệt ở đây thì chúng tôi muốn nhấn mạnh đến con người, những y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Đối với các y bác sĩ, chúng tôi cũng rất là cảm động. Có nhiều những cái tấm gương, có nhiều những cái hình ảnh rất là chân quý trong cái cuộc sống. Có những người là chấp nhận cách ly trong suốt một thời gian dài, và chúng tôi được biết là có những y bác sĩ hiện nay vẫn đang phải cách ly tại các bệnh viện để tiến hành điều trị bệnh nhân. Có những người mà lao động miệt mài ở những cái phòng xét nghiệm tất cả đêm hôm để làm sao chúng ta có một cái kết quả nhanh nhất. Có những cái người mà ở tuyến y tế cơ sở là không quản ngại những cái khó khăn vất vả, kể cả những cái việc mà phải đối mặt với những cái khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, thế nhưng mà đều hết lòng hết sức mà không có một cái điều gì kêu ca. Đấy là những cái mà chúng tôi cho rằng là chúng tôi rất là cảm động. Theo Thứ trưởng thì điều gì mà lại làm nên cái thành công và cái gọi là cái chiến thắng bước đầu, cái thành công bước đầu của Việt Nam như vậy, trong khi rất nhiều quốc gia khác trên thế giới với châu Âu, châu Mỹ tiềm lực kinh tế rất là tốt và có một cái hệ thống y tế tốt hơn Việt Nam, tốt hơn rất nhiều, mà họ vẫn không có thể làm tốt được như chúng ta? Chúng tôi cho rằng là cái quan trọng nhất ấy, mà qua đánh giá toàn bộ thì đấy chính là một cái hệ thống chính trị của chúng ta. Có thể nói rằng là với một cái chỉ đạo rất là quyết liệt của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ thì chúng ta đã triển khai tất cả những cái biện pháp một cách rất là đồng bộ trong kể cả hai cái cuộc chiến này, phòng chống SARS 2003 và phòng chống COVID-19 này. Và cái thứ hai đó là cái sự tuân thủ và cái sự tham gia và sự đồng lòng của người dân cả hai thời điểm. Nhưng mà lần này thì chúng tôi cho rằng ấy, là chúng ta áp dụng những cái biện pháp chưa có trong tiền lệ, kể cả khi trước khi SARS. SARS chúng ta không tiến hành cách ly tập trung, chỉ cách ly tập trung rất ít người. Nhưng mà lần này là chúng ta tiến hành cách ly tập trung trên một cái diện rất rộng, và cái điều này là chưa có trong tiền lệ mà từ mấy năm nay chúng ta thực hiện. Thế rồi là chúng ta huy động toàn bộ lực lượng tham gia, quân đội tham gia thì cũng chưa có trong tiền lệ. Có thể nói rằng đây là một cái mặt trận mà chúng ta huy động tổng lực để chúng ta có thể chiến thắng được cái COVID-19. Thì chúng tôi cho rằng những cái nhân tố đó rất quan trọng, và đương nhiên thì ngành y tế cũng đã học được những cái bài học của SARS, bài học của nhiều những cái vụ dịch thành công. Và quan điểm của chúng ta là dự phòng từ rất sớm. Mặc dù là chúng ta chấp nhận những cái có thể hy sinh một cái lợi ích kinh tế trước mắt, nhưng mà đảm bảo cái tính mạng sức khỏe người dân theo cái chỉ đạo của Thủ tướng, đấy chính là cái điều rất là quan trọng. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn Thứ trưởng.